Hello mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bác về chuyến đi Ngân Ma mùa hè của nhà mình. Sau khi tham quan thác Fukiware thì nhà mình quay lại và vào quán số 3 nằm ở lối vào thác. Quán số 3 này nằm phía trên núi ngay cạnh con thác. Quán có 2 tầng và có khung cửa sổ nhìn thẳng ra thác luôn. Nhưng hôm bọn mình đến đấy thì tầng 2 của quán không hoạt động nữa. Còn tầng 1 thì do cây cối xung quanh khá là rậm rạp nên cũng không nhìn được xuống con thác mấy. Lúc nhà mình đến thì quán cũng không quá đông, nhưng vì bạn đến phải chờ một lúc mới có chỗ. Nhà mình ngồi chờ bên ngoài khoảng 15 phút là được vào quán ăn. Vào quán thì thấy có vẻ quán mở khá là lâu đời rồi, nhìn đôi gì cũng kiểu rất là cổ và hay. Và vì là nằm trong núi ngay cạnh thác nước, được cây cối xung quanh bao bọc nên dù là giờ trời hè nắng gắt nhưng bên trong quán mát mẻ lắm, như kiểu bật điều hòa mà đấy là điều hòa của thiên nhiên các bác ạ. Menu của quán thì chỉ có các món làm từ soba thôi. Quán ăn này đặc biệt ở chỗ là sợi soba được quán từ làm từ 100% bột làm misoba, hay còn gọi là bột kiểu mái chứ không pha thêm những loại bột khác. Vì vậy sợi soba ở đây hơi cứng chứ không được mềm dẻo như sợi soba bình thường, ăn khá là hay ho. 100%なの?やばいね。そばの、あの、なんだっけ?本当だ。100%そばだね。え、じゃあ、フィキのそばよかった。そばの。普通のそば、80%。20%ぐらい。米みたいな。うん。あと、ザル、うどん。あと、あんこスープ。 切りなんだ。これ、カインドのマッチ、オールドマッチ。冷たい。天ぷら。美味しい。あと、うん。熱い。何がいい?そばオンリー。天ぷらとそば。だ、鴨。鴨。鴨そば。美味しそうな。うどん。これは、下でしょ?デザート。 天ぷらそばかな。そうだね。天ぷらそば。食べない?鴨せいろっても美味しそうだよな。決めて。食べないの?これある?天ぷら付きそばです。これは? アイスコーヒー、ビール、酒、梅ジュース。あれ?行くよ。決まりました。よいしょ。うん。天ぷら付きそば2つと梅ジュース。そういうの天ぷら付きね。 Đọc xong menu thì cả nhà mình đều chọn món soba tempura. Tempura của những quán ăn truyền thống như này thì thường chỉ có các loại rau rừng, kèm một bát sốt chấm thì thường là sốt chiu díu, một vài loại rau muối chua của Nhật. Một suất như này ở đây là 1,5 xin. Vào ngày nắng nóng mặn như này thì cảm giác khá là thanh đạm và nhẹ nhàng. Làm lại. Lại quái đúng không? いただきます、言わないの。 いただきました。どう?麺はどう?うん。美味しい。うん。これ。
これとフィッチのジャマルキのお家の。これ。うん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 
Thì mình đâu nhà tôi. Dạ. Sao nè. Quán này có cái khung cửa sổ này nhìn kiểu là đậm chất mùa hè Nhật Bản. Lúc nhà mình ăn xong thì quán cũng đã vắng khách nên có chụp ảnh check in xong ăn một chút. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi thì cũng đã là 3 giờ chiều rồi. Lúc này nhà mình quyết định đi tắm onsen ở Ikaho, là một trong những vùng tắm onsen nổi tiếng của Gunma ngoài Kusatsu. Từ con thác này đến Ikaho lại sẽ hết khoảng hơn 1 tiếng đường núi quanh co khúc khuỷu. Và vì là đang mùa hè nhà mình lại đi trúng vào thứ hai nên khá là ít khách du lịch. Cũng như Kusatsu thì ở đây chủ yếu là phục vụ khách lưu trú qua đêm nên những chỗ tắm onsen cho khách tham quan trong ngày khá là ít. Các khu tắm onsen mà không nằm trong ryokan hay là khách sạn thì lại không có chỗ nghỉ ngơi và thư giãn sau khi tắm. Nên anh chồng nhà mình đã quyết định vào khu tắm onsen của một khách sạn gần đó. Lúc này nhà mình cũng hơi mệt rồi nên quên quay khu tắm onsen này. Nhưng cá nhân mình thấy thì onsen ở đây khá là chán. Khu tắm thì nhỏ, không được sạch đẹp lắm. Khu nghỉ ngơi thì cũng chỉ có ghế ngồi chứ không có chỗ nằm hay những dịch vụ khác như những chỗ khác mà mình hay đi. Nên mình thấy là chỗ này chỉ hợp với đi nghỉ dưỡng ở khách sạn qua đêm chứ không hợp đi trong ngày các bác ạ. Nếu mà các bác đến đây thì nên cân nhắc. Vì là không có chỗ nằm nghỉ ngơi nên tắm xong nhà mình cũng đi luôn. Đi ra đến chỗ khu phố tham quan check in của Ikaho. Nhưng mà đẹp hết hả? Không đi, không đi, đi. Tao đeo lên được tiền. Mưa đeo. Mưa đeo lên đi nữa. Thì bấy, mình treo treo tao tao mình tao có treo. Ở đây không có ai ngoài tả nữa chứ ạ. Nên để giữ được cái này nè. Đây mà nó đã để mùi này nè. Ikaho. Ikaho. Đi vào xe trên đời nữa. Đi xuân đi. じゃあ、これ。はい。多分これじゃない?あ、そうなの?すごいね。すごいね。うん。じゃあ。で、あれ、こっちで、で、電話、ちょっと、家にね。 Đây này có chiếu nè. Chiếu.
Lúc này nhà mình ấy cũng mệt rồi, nhưng vì mình tò mò nên là một mình leo lên đỉnh của khu này. Phía trên này là một khu phố mua sắm với hàng quán dọc hai bên cầu thang. Mà mình nghĩ là nếu mà đi vào mùa du lịch của Ikaho thì chắc là đông vui và nhộn nhịp lắm. Dọc suốt con đường này được trang trí những dây đèn nháy mà ban đêm lên đèn cũng khá là lung linh và lãng mạn, phù hợp cho hẹn hò lắm. Cuối con đường này là một cái chùa, mà khi lên đến đấy là trời đã tối rồi. Đi một mình lại hơi sợ nên mình không lên chùa xem nữa mà xuống luôn. Từ trên cao này nhìn xuống toàn cảnh Ikaho cũng rất là đẹp, nhất là vào lúc hoàng hôn.
Đến lúc này thì trời cũng đã tối rồi nên nhà mình quyết định ăn tối trên đường về. Đây là quán chuyên về đồ Ý, không gian quán khá là nhỏ nhưng mà đông khách lắm. Menu quán khá là đa dạng, từ pizza cho đến pasta và steak. Giá cả cũng khá là hợp lý, đồ ăn cũng rất là ngon, chuẩn bị đồ Ý luôn. Bữa ăn ở đây nhà mình có pizza, steak, bia và một vài món ăn kèm cho 5 người mà hết khoảng 8 sen, khá là rẻ. Nếu có dịp đến Ikaho thì mình Oshishime cho các bạn nên đến đây thử. Ăn xong thì nhà mình đi về và kết thúc chuyến đi ở đây. Vì là đoạn đường đi từ sáng là đi từ xa đến gần nên từ đấy về nhà mình lái xe hết khoảng hơn 1 tiếng thôi, khá là gần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Nhớ subscribe kênh mình để xem thêm nhiều chuyến đi du lịch qua Nhật Bản hay hơn nữa nhé.